À, chào cho các bạn thì mình sẽ giới thiệu thêm các bạn một cái cộng cáp C tolanin của thương hiệu OK á, đạt chuẩn MFI bạn an tâm sử dụng ha. Đây là một loại chúng ta sẽ có hai kích thước là 2 m nè ha. Ở còn lại là 1.2. Chuẩn MFI rồi bạn an tâm ha. Thì đây là sản phẩm chính hãng cho nên nó sẽ có cái uh, tem tiếng Việt phía sau ha. Hàng tặng không bán. Đó thì đó là những cái sản phẩm mà mình sẽ giới thiệu hôm nay mua, làm mua nhiều quá nó tặng luôn á ok thì cái hình này nó hỗ trợ là sạc và đồng bộ dữ liệu các bạn nhé sạc và đồng bộ dữ liệu thì chúng ta có hai cái chiều dài một cái là một m hai một cái là 2 m ha ok chuẩn nghe là hai bạn an tâm dùng ha mình sẽ để qua một bên để mình test với iphone ha chúng ta sẽ có hai cổng cáp bệnh ni lông ha bên trái mình nè là một m hai bên phải mình là 2m mình sẽ test cộng m2 do cái cộng 2 mét nó dài bạn ha đây bằng da có khắc chữ ok à, nổi trên anh bạn ha đó là sản phẩm mà chúng ta sẽ xem hôm nay ha hôm qua nó là test uh, nguyên một ngày để test uh, capsitolenin mà mới test nửa ngày là mấy bạn bè rủ đi nhậu xỉn cha nữa <laughs> ok thì mình sẽ test cái cộng uh, 0. ở bên 1.2 m ha. 1.2 nha các bạn ha. Các bạn các bạn nào mà thích mua 1.9 á, 0.9 hoặc 1.8 thì chúng ta sẽ chọn uh, uh, Anker cơ hay là thương hiệu khác á. Còn uh, ok ok này thì nó nó, nó 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 chiều dài nó hơi khác là 1.2 và 2 m. Uh, rất là đẹp, nó ni nilon khá là chắc á. Cũng được nói chung là cũng không không chắc và cái cộng inno style hồi nãy mình mình mới review ha ok đây thì để sạc nhanh cho iphone 8 trở lên chúng ta cần một cổng cáp này và một cái cốc có hỗ trợ à, power delivery test luôn cho chúng ta đỡ mất thời gian ha gắn vào và test thôi chưa gắn cho nó chưa nổi lên ha gắn vào hơi ngược xíu mình đã quay ngược lại ha chúng ta sẽ sạc nhanh cho uh, iPhone 8 trở lên bằng công nghệ Power Delivery ha thường nó sẽ kiếm hai lần một lần đầu là sạc dòng thường và lần thứ hai nó sẽ đi lên 999 v đó lần thứ hai đó bạn hai nhảy lên ha thấy hay, hay ha Ok thì chúng ta sẽ xem coi nó lên được bao nhiêu ha cũng lên được 9.2 ha các bạn để xíu nó ổn định thì nó sẽ chuẩn hơn về tờ số mở vậy đi xa xa ra đó 9.25 1 89 89 1.9 đi ha đó là chúng ta đang sạc nhanh à, cho iPhone 8 trở lên mà công nghệ Power Delivery thì các bạn mà dùng mà iPhone 7 lết trở xuống các bạn sạc nhanh bằng dòng ha để mình sẽ đo dòng bao nhiêu ha còn iPhone 8 trở lên chúng ta sẽ sạc nhanh bằng công nghệ Mua iPhone 7, 7 Plus, ai 7 Plus trở xuống các bạn cũng không nên mua cái app Citolamin với cái cốc này nó phí tiền các bạn à Tại vì chúng ta không áp dụng được công nghệ sạc nhanh, chúng ta không sử dụng hết được số tiền mà chúng ta đã bỏ ra mua ha iPhone 8 trở lên các bạn hãy mình mua cáp và cốc hỗ trợ Power Delivery nha iPhone 6 Plus này thì chúng ta mua cái cốc thường mà dùng cáp Lightning A, cái Lightning là được rồi ha chúng ta không cần phải đầu tư một cái bộ khủng mà chúng ta sử dụng không hết cái công năng của nó iPhone 6 Plus này nè chỉ cần mua cáp thường thôi ha A Lightning với anh cơ xài ok rồi ha à, các bạn thấy nó lên được 5.1 1. 1. mấy thì nó khoảng 7 từ 7.5W đến 10W ha, là tối đa do thằng hàng thằng hàng, hàng, hàng do thằng này đầu nhận nè nó không nhận cao hơn chứ không phải nó không không có lên như bạn ha như như nãy mình test nè thằng này là lên 9 v luôn á còn ông nội iphone 6s thì nó từ 7.5v đến 10 10v là ở 10w là tối đa ha ok à, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo á ngoài cái việc mà mà sạc iphone ra thì chúng ta có thể uh, dùng để uh, đồng bộ dữ liệu với uh, macbook ha sạc và đồng bộ dữ liệu với macbook uh. Ok, là mình sẽ lấy luôn cái thằng uh, giấy ờ ixitmart này để cho mình mình sạc và đồng bộ dữ liệu vào giấy bắt bút cho bạn xem á, uh, nó nó nhiều cái chức năng để sử dụng chứ không phải đơn giản là là, là sạc nhanh không hết. Uh. Ok. Đó là chúng ta đã uh, test xong cái cụm cáp C to có ok, có hai chiều dài là 1.2 và 2m. 2m. Uh, xin cảm ơn và xin chúc các bạn cuối uh, tuần vui vẻ ha. Uh.